hướng đi nào cũng tốt, đi nhớ chẳng đừng chán, chán không bao giờ tới nơi. Không có ai, không có ai hỏi gì thì chắc con đó hả? Có thì lên. Dạ xin mời. Còn làm khách là dẹp á. Xin chào thầy, xin chào bạn đạo. Dạ, con có con hai câu hỏi. Con chắc cái này bạn đạo cũng muốn nghe câu hỏi. Thứ nhất là cái sự thiền mà thầy dạy chúng con, thì con thấy là nếu mà ai cố gắng đó, thì không đạt nhiều cũng đạt ít. Theo như con biết, thằng con thì con đạt chút đỉnh, con cũng ráng, con cũng thiền á, thì có bạn đạo á, đi làm, có bạn đạo thì thất nghiệp, có bạn đạo thì bị thai, thì ba bốn lớp người ở trong này, có người thì thiền 4 kỳ, có người thì thiền 3, có người thiền 1. Thì đây con nói riêng cái bạn thiền của con á, là con bây giờ con ở nhà con disability, thất nghiệp, con ở nhà con thiền. Thì con thiền là 3 cỡ tới 4 cỡ một ngày, mỗi lần là hai mặt băng. Nhưng mà khi mà ban đêm đó, thì con có lúc con thử con không có nghe băng, thử thì nó không làm đi tới đâu. Thì con ngồi thiếp miết tới 12 giờ đến 2 giờ 10. Hồi đó con giật mình. Thì con mới, ấy thì con nghĩ là cái băng á, mà để ban đêm đó, thì nhiều khi mà đến một cái mặt băng nó trở qua cái mặt khác đó, cái nó kêu kích, nó kêu một cái làm phải giật mình, rồi lại cái mặt thứ hai rồi nó kêu nữa cũng phải giật mình. Sau con nghĩ thì thầy có cho phép đó, mà bạn đạo nào mà thiền ba bốn cỡ đó thì ban đêm đừng có mở băng được không thầy? Tốt chứ, khi mình nghe mình hiểu rồi thì để tự nhiên cho nó phát triển. Băng là chỉ giúp đỡ cho mình trong lúc ban đầu mình chưa vững vàng, ngồi thiền hay mở mắt hay nghĩ tầm bậy tầm bạ, giờ cái băng nó rút mình trong giai đoạn nó được tự chủ được, cứ ngồi thiền đi chứ không phải tôi đi rừng đâu có băng. Giờ mấy con thấy thầy hồi thầy hồi xưa thầy mà học đạo thầy cũng đâu có băng, đâu có băng thầy mình chết bỏ mà. Thầy con muốn nói vậy trước hết, con không phải là con bây giờ cái... băng là để hỗ trợ cho những người còn yếu, không có băng họ không hiểu và thấy ngồi đó này kia kia nọ, thấy cái luồng điển nó không có êm ả. Cái băng là cái luồng điện hỗ trợ cho cái vía nhẹ vậy thôi, không có bấn loạn trong cái thiền chút thôi, sau này mình tự chủ được cứ như thiền. Dạ, con cũng mừng, con không dám cãi lời, nhưng mà con thấy khi nào mà con không để đó, cái con đi xa đó, con không ở nhà đó thì con không có băng mà cũng mà thì con ngồi cũng thích thiết là đau con. Xong rồi không giật mình thì con thấy sau gần 2 giờ sáng, hơn 2 giờ sáng rồi. Thành con nói mai ra mình không có băng thì mình không có theo cái nhịp băng đó, mà mình đi mình cứ để thả lỏng. Thả lỏng nó đi được. Như tôi hồi tôi thiền tôi cũng có nói trong băng nhiều, nhưng ngồi ghế ba cảnh một cửa là té liền á. Té ráng chịu tôi lấy sắt nữa khôn mà. Nói, tôi nói cái sáng này cho vía, tôi biết phải con ngồi ghế ba cảnh rồi nó té, không té. Ngồi 3 tiếng ngồi tỉnh dậy, về ru không có bước xuống đàng hoàng, không tê chứ muốn gì. Còn cái thứ hai nữa, con nghe trong là con đọc trong quyển Kinh Di Đà của ông Tư có dặn đó, thì ráng mà ngồi tới 2 giờ trở qua. Cái đó là thầy nói ráng ngồi tới 2 tiếng. Dạ, 2 tiếng trở lại mới có cái kết quả mình thâu lượng được. Chứ mà cứ kể hai mặt băng cái đời dẹp đi, đó là nó không có tiếp tục được. Cái nghĩ lại trong cái băng nó không được. Một chút nào khi mình đậm loạn, nhiều người đậm loạn đi làm về muốn cho cái ốc êm ả, hết 4-5 phút rồi mình tiếp tục cứ ngồi hoài mà có cái băng thì nó cứ kéo dài mãi, cứ hết con nọ con trở qua cái kia như cái băng mà của nhà con thì con để một mặt thì một, mà con để hai thì nó hai. Sau cái đó thầy cũng đồng ý thì con cũng mừng, con cảm ơn thầy. Còn cái thứ hai con á, con nghĩ là tất cả bạn đạo của con, riêng phần con thì quý mến thầy, thương thầy. Con nghĩ là ai cũng có trong lòng hết. Thì
cái thầy còn sống nó về, mà nếu thầy mà tịch diệt thì tụi con theo ai? Theo tâm. Đó tâm nó nhớ thầy thì phải sử dụng cái tâm đó mà đi, chứ không phải kêu đòi hỏi sự hiện diện của thầy làm cái gì. Thầy là bạn đồng hành của mình mà đi trước nhẹ hơn vậy thôi. Bây giờ mình đi sau loãng toãng rồi mình cũng tới nhẹ như vậy, không sao, cố quá, cố gắng đi. Không phải còn ôm cái chuyện tình đời nữa. Khi mình là tu thiền mình phải lấy tình đạo. Đạo là tiến hóa vô cùng, không có đòi hỏi ai hỗ trợ, tự tu tự tiến mà. Như vậy là không có tới thiền viện đường đường gì hết hay sao? Ở nhà thôi. Còn mình tới thiền viện đường đường là mình muốn làm cho người kế tiếp cảm hưởng. Đó là phát tâm. Như bây giờ cô Năm tới đây mà lâu Chủ nhật hay thứ bảy thường thường tới, mà thứ bảy Chủ nhật thấy vắng mặt bà, nó buồn. Tự nhiên không khí nó buồn. Kỳ á, thiếu một người đó, nó có chuyện thay đổi. Cho mình tới mình đóng góp về sự thanh tịnh, điển quản của mình. Có sự đóng góp, nhưng mà không nói ra lời. Mình đem thiền, mình tới mình gặp, mình chào với họ vui vui. Có hiện diện đó, họ ăn mình ăn, nhưng mà không cần họ khen, không cần họ thưởng. Tâm sự đóng góp trong thân thần của mình, đem nó làm vui cho mọi người, cái đó không hữu ích cho chính mình nữa. Mình kiểm chứng rõ cái hạnh tu mình tính đâu. Thế còn giận hờn những cái đám nó chưa gì mà tới nó chặt cho tôi giận, nó không chơi nó nữa, cái đó là hư. Thế là mình tự đóng cửa, không có phát triển. Thầy nói gì con cũng may vậy, chứ mày cứ tiếp tục. Mẹ có lên được thì nguyện hay thường đường cứ việc lên đi chơi, có thầy hay không cũng cứ dạy cũng có tới chơi. Dạ, con dạ kính thưa các bạn đạo nào muốn lên đây hỏi thầy. Dạ, xin mời. Thưa thầy, nghe thường thường ta nói ví dụ mình buông giao đồ thể thì mình sẽ được thành Phật, nhưng trong khoảng thời gian buông giao đồ thể rồi cho tới thành Phật mình cần phải khắc phục những cái gì và bước qua những giai đoạn nào? Có cái tâm buông giao đồ thể cũng do cái tâm mình dứt khoát là đi nhanh thôi. Dứt khoát nó buông giao đồ thể mà trong này mình không nắm cái dao mà tâm mình còn giận ra rồi hơn cái búa nữa, không được. Cho nên người tu không được giận ai hết, chìm hiểu cái nguyên lý của sự việc đó mà cảm thông, chứ không nên giận ai hết. Cho nhiều người nếu muốn giao đồ tể, tôi bây giờ tôi muốn làm ăn này kia, tôi chim tu thiện, nhưng mà tâm tôi còn ghét người ta, giận người ta, làm sao tôi đi? Tôi phải dứt khoát với cái tâm đó tiến về cái tâm thanh tịnh. Thầy xin có bậc đạo nào muốn lên hỏi thêm thầy? Không ai hỏi thì buổi cuối không có văn nghệ, không có nhà đời, có cô hát Dương Thanh Mai hát bài Quý Yêu Trời, có quá sinh tranh được chị ta nghe cho yêu. Dạ, xin mời cô. Mời gì là Phật? Mời gì là Phật? Mời gì là Phật? Mời gì là Phật? Hôm nay con lên đây là con có kính bạch thầy, kính bạch thầy. Hôm nay con lên đây là con có một câu chuyện. Con kính bạch thầy. Ngày 5 tháng 9, 94, thầy về thiền đường Thần Thức để chúng con có một dịp để mà đền ơn bề trên với thầy, là được 3 năm thành lập thiền đường ngày 1 tháng 9 do Đức Thầy cho phép chúng con. Trong đó có một ban để mà lo việc thiền đường bây giờ được thành công trong 3 năm, không có chuyện gì xảy ra được không?
làm để tạ ơn đó. Dạ. Nhưng mà con cũng phải có cái nghĩa như vậy, mặc dù chị đã sắp xếp chương trình rồi. Nhưng con cũng phải có cái nghĩa để... Cái đó là mình qua quả. Dạ. Cũng điều trị kim mẫu. Dạ. Thế thế. Chính cái lòng thành của con. Dạ. Trùng trị nó 3 năm. Dạ. Bình an và sẽ tiếp tục. Dạ. Thầy cho tiếp tục nữa. Dạ. Tiếp tục đi đâu? Mở nhà. Dạ. Sợ con hết nhiệm kỳ đây. Em từ xa đây con cũng có một vài lời. Trong một tuần con ở trên Nhi Kiên, con đi được cái khóa khai triển nguyên lý thanh tịnh tinh khẩu. Nhưng mà con thú thật rằng con tinh khẩu tâm hoàn tất, nhưng mà cái tâm con được rất thanh tịnh hơn kỳ ở Bích Be này. Ở đây con thấy cũng như trong một gia đình, đại gia đình như vậy đó, thấy từ trên tới dưới đều thương nhau, cùng con một cha một mẹ hết. Con thấy nó làm như là nó không khí nó nhẹ nhàng hơn ở Bích Be nhiều. Cái tâm thanh tịnh hơn là cái miệng. Cái miệng mà ngậm là cái tâm muốn ghét người ta, cái tâm nó không có thanh tịnh. Nhưng mà trước khi lên á thì con cũng nói chắc có bài học rồi. Cái viết con báo trước á, thế nào cũng bị bể khẩu à. Thiệt lên cái có bể như vậy. Bị chị Nho. Nho đã hưởng hết. Chị Nho làm con bể khẩu luôn mà chỉ dặn con nữa thầy ơi. Còn chỉ dặn mà... lên đi khóa thanh tịnh mà còn dặn người ta. Dặn con á thầy, viết cái thơ con còn cắt để kỷ niệm kìa. Nhưng mà dặn con thì con nói á, mình là mình vuốt bằng một cái là hết rồi. Nhưng mà để cho bà giận cái gan của bà lớn như thế nào? Giận là tự hại mình tới đây là, tới đến đây là để điều trị tâm thân. Mình đến đây giận là tự hại mình, coi chừng. Con nói một câu mà bà tức bà giận quá. Con nói á, chị làm phiền thầy nhiều lắm rồi đó nha. Lần này mà chị gặp thầy chị khóc lóc kể lễ đó, thầy mới về mệt á. Mà chị làm lần nữa thầy bỏ chị luôn đó. Bà giận quá một đêm, tiệt thật một ngày nữa. Bà nó mất đôi miếng đó. Thành ra thôi cũng xin lỗi chị Nho, tại vì nhưng mà cũng thì bà giận là cái tánh bà giận. Dạ. Lên đây bà giận rồi thì bạn đạo phê bình rồi bà dọn cái giận như mất rồi bà hết giận rồi. Rồi cái bữa sau cái vô thầy á, con giúp bạn khác vô thầy, ông vô thầy đâu hết luôn. Còn như con người già nó như con nít chứ. Dạ. Phải thương nhưng mà không được, chặt tức nó mới tiến. Dạ. Mình thương quá nó lì. Dạ, con tính vuốt bả nhưng mà thôi để cho bả ra cái nơi bả như thế nào đi. Xong cũng tội nghiệp hết một ngày thì không ăn. Rồi tức tối nằm bực bội ghét mấy đứa nhỏ luôn nữa. Mà con ta đang định khẩu bả muốn bể khẩu luôn. Con biết chứ thế thầy. Con cũng thấy cho nên bả có cơ hội bả nhìn thấy bả nhiều hơn. Lục căn lục trần bả chưa phục bả. Bà phải làm sao niệm Phật để lục căn lục trần nó phục theo bà thì nó còn cái tái diễn như vậy nữa. Và con cũng đổi ơn con nhờ 3 năm ở tiền thức công quả. Thành ra những cái đó nó làm cái thùng vé nó báo con biết đó thầy. Cái khi mà con dặn bà nữa lên kỳ này ráng như không để con bể khẩu à thì con xuống thấy tiền dưới thấy bà nằm dưới rồi con yên thân con lên tuốt tiền trên lay quay sao con cũng chạy lên ra tập cô lát bả lại bả hết bể khẩu rồi mình thấy việc rõ ràng cái chuyện gì đó có sắp xếp hết việc rõ ràng thôi đành chịu. Thì hôm nay đó con thấy lòng con được thanh tịnh trong 7 ngày ở cái khóa học này là rất vui hơn vì ở Bích Be là cái tình thương nó hòa hết, nó không có chia sẻ gì hết. Thì con rất cảm ơn thầy và quý đại chúng. Mọi người tìm hiểu mình chỉ có hòa thôi, còn không chìm tìm hiểu mình thì chỉ có trách móc thiên hạ. Tìm hiểu mình mới hòa được. Nhớ đó, sau này về thiền đường về nhà cũng vậy, phải tìm hiểu mình. Cái gì sai mình nói mình sai, tìm hiểu trước, không đặt cái sai cho người khác thì mới hòa được. Bữa nay mà giận là đề cổ thọc cò lét, không có nói nơi gì hết. Có lệnh rồi hãy giận là thọc cò lét liền. Xin mời bác Nho cái gì? Xin mời bác Nho nếu có nhiều lần lên cho nó.
con nói con cà rét lên kêu tôi con cà rét nói là cái gì không có sốt ruột mới ra đó nói ra hết cái thưa mình nè, tôi cũng sắp xếp nữa là câu nói của tôi để mà tôi lên đây, tôi nhận cái sự lỗi lầm của tôi. Nhưng mà tôi lỡ xúc ruột tối hơn tối nó đau bụng thành đó tôi. Lên tại tôi cũng quên hết cái chuyện của tôi. Con muốn đưa cái này nhà các bạn đạo. Con thấy trước khi kia năm vừa rồi con xin thầy về Việt Nam. Mệt. Con thân thầy xin thầy về Việt Nam, thầy cũng cho. Thì con không nghĩ thầy hoài, thầy cũng khuyên con là đừng có về. Về thì nghĩa là quá khổ lắm. Con cũng nghe lời thầy. Vì con sống chết cũng do thầy cứu con. Thì bây giờ con có muốn gì á thì có cho con cái dám. Còn thầy không cho con muốn cái cãi. Nhưng mà con cũng về con lo con tu. Thầy biết con tu thì con cũng lo con tu. Tu này tu đi cái cháu của mày. Nhà có mấy bà cháu thôi, mà mấy đứa cháu cũng cũng quen lắm. Tới giờ thiền, tới giờ tu, hai đứa nằm hai bên. Mong cũng tu, đàng hoàng, cháu con nó cũng quen lắm thầy. Nhưng mà con ráng con tu. Mà con cũng bệnh mổ. Mà con mổ 3 giờ cho biết tới 5 giờ, không biết con giờ con ráng. Con cũng tu thiền, con không dám mở một tim nào thầy. Thứ tư ngày hôm nay con được chịu thay khóa học. Nhưng mà con biết con tu được, con đỡ lắm. Nhưng mà con có một điều con thiếu thanh tịnh và thiếu niệm Phật. Sửa nó mà ta tu là phải sửa chứ không phải tu nó tu hú rồi nó không được tu sửa. Dạ con biết thầy. Con là hú cái ra ngồi thiền ngọn đống đó là tu hú á. Tu là phải sửa. Sửa cái tâm, con biết. Từ giận đến vui. Cho nên từ giữa mẹ con, gia đình phải lấy cái tình âu yếm giữa mẹ con mà xử trí nhau thì gia đình sẽ đầm ấm. Thương con vô cùng thì mẹ mới biết thương con mới biết thương mẹ vô cùng. Giờ phút lâm chung nó mới có sự hiện diện. Nếu mà mình cứ gây gỗ hoài, xa cách giờ phút lâm chung đi một mình ma bắt ấy. Phải hiểu nguyên lý này, phải lấy cái tình áo yếm giữa mẹ và con xử trí nhau tốt hơn thì cái tánh tự nhiên nó sẽ thành tựu. Nghe lời tôi về làm như vậy thì tự nhiên tạo hòa khí gia can lúc đó là tánh tình nó thành tựu. Dạ con thưa với thầy thì con cũng nghe lời thầy con ráng về con cũng mới mấy năm nay con tu mấy đứa con thì nó tu trước thì con cũng mừng lắm. Bây giờ trong tâm con á sao mấy đây bốn đứa con gái con đây con mong sao á cho nó tu bốn đứa con nó tu và nó tập hợp vô cái mầm non. Tuy mặc dầu nó không gần gũi con đều nó không có thì giờ chở con đi đây đi đó con cũng vẫn cứ làm thầy. Nhưng mà con mong muốn bốn đứa con sao mà đường tu của nó và tập hợp vô đám mầm non thì lòng con hớn hở con mừng lắm. Còn đấu lại với con dù sao cũng lớn rồi già rồi ở nhà tôi đâu đâu hay cái đó. Nếu mà con sửa tâm sửa tánh được thì hay lắm thầy. Vì tánh con á vì còn nóng và còn ưa hay hờn mát thôi chứ còn việc làm của con những chuyện gì á thầy soi cho con không có lỗi lầm gì, con không có sai trái gì. Từ hờn mát là tự hại chứ không lỗi.
Tự là hải sát á, sát ông trời cho mà mắt là hải sát á, không nên là mắt bỏ đi. Dạ con biết, tới chừng mà con lên đây rồi á, con biết con tu, con sơ sót con lên đây rồi á, thì tự nhiên con học bài, con không buồn thầy, nhưng mà con học bài nhiều, đủ thứ chuyện hết á. Không học lấy gì sửa. Nhưng mà thấy con biết, rồi con không biết làm sao, con thấy cũng chọc tức con nữa, con không biết làm sao, con khóc quá chừng thầy, con khóc mà con bỏ ăn, tới chừng con cầm cái cuốn. Ma quỷ chặt ta mà ta vẫn thanh tịnh, người ta mới về Phật được. Cái cuốn sách á, không, con chọc con rồi, con tức, con không đi ăn, con không làm cái gì được hết á. Con nằm một chỗ, con lấy quyển sách đó, quyển sách mà khác một người, một thấy người giỏi đó, con coi cái trang bốn mấy đó. Mình tự giận, yêu mình tự ái, cao mạn rồi này kia, con coi biết, con coi cái tự nhiên, con hiểu đây là bài học của con. Con tu nhưng mà con thiếu những điều gì, con lên đây con phải, con biết là con cái bài học của con, cho nên con mới hiểu rõ là con bị cái bài học đó, cho nên bây giờ con rèn luyện lại, tu lại để mà con sửa tâm, sửa tánh. Tu cho nên nổi rủ con chửi mẹ, mẹ không giận con. Dạ. À. Con cũng bị tình trạng đó lắm, đến nỗi con gái út con á, mà nó còn nói, nó đi về, nó còn nói con như vậy nữa. Nó nói á, trời cho xuống để trị con, trị vú cho con hai con. Cảm ơn con. Con cũng cảm ơn con. Chỉ cảm ơn con. Chị bảo con mới nói, sao con nói vậy? Con cũng vui cười thôi. Con tưởng sao con vượt qua lên đây, con vượt qua nhưng mà con lên đây. Vượt qua không nổi con mà nó nói con như vậy. Lúc xưa con mà chuyển cho nó gỡ cái bù lon nó liền mất cái rồi chạy chạy thư mấy luôn. Nó thầy nói nó đi giờ nó đi đâu nó đi lên thầy xong á, thầy nói cho tụi con xuống á để trị vốn. Nhưng mà có sự không có tụi nó chú dữ lắm á, chú đốt mừng mấy cái căn nhà như không á. Có tụi nó thì xã hội nó yên dữ lắm. Thì nó trị con á thầy, nó trị con á, mà nhưng mà nó nói con nói con không giận, sao cái lúc đó con không giận. Nghe tiếng thầy nó nói thầy cho nữa là con hung dữ quá, má xuống hung dữ quá thầy, bề trên cho con xuống đây với tụi con để trị vú đó. con không biết nói làm sao đó, nếu con giận thì con đánh con rầy, con không nói thì con cười, con nói ủa chứ con nói gì vậy, thôi thì con bỏ qua, thì con tưởng con vượt qua được rồi. Bây giờ mình dồn thấy cái tánh mình còn, mình lo niệm Phật sửa cho kỳ được, nói chuyện như nói với mấy đứa con, tao nhất định phải trị được vậy. Tụi bay mà còn giỡn đùa mà còn sân si là tụi bay muốn giỡn đùa người ta không chấp nhận à, dạ. Không có quyền giận người ta, giận người ta là phá hại tất cả lực căn trần của người, không phát triển. Con cũng thưa với thầy các bạn đạo, vì cũng vì cái vụ này con học mấy cái bài học này, từ đây sắp tới con phải ráng làm sao mà cho con sửa tâm sửa tánh. Hứa là phải làm chứ không hứa là không làm. Không, con sẽ làm thầy, con sẽ làm nhưng hứa mà là phải làm, con lạy thầy mới chính. Con lạy thầy để con từ từ con sửa. Tôi dồn nó tánh tôi không cần gì Việt Nam. Nó chọc giận một cái là nổi. Con nói là chỗ con linh thiêng lắm thầy. Con biết được. Thầy không cho con đi con cũng chấp nhận là con, cái chỗ thổi đó lắm. Là bác khùng điên dữ rồi. Chỗ đó chỗ thanh tra ở tù đó thầy. Linh lắm thầy, con mà giờ là chắc con qua không còn cái gì nữa, nhưng mà tội nghiệp cho mấy đứa con bởi than thở khóc lóc. Gửi tiền giúp nó thôi. Dù nó gọi điện thoại, nó cho số điện thoại. Nhưng mà lần tu chưa xong. Nó gọi điện thoại, nó nói con, nó kêu con, nó gọi điện thoại, nói để nghe cái tiếng nói của con đi 17 năm nay. Thì em ở bển thì hữu hỷ, còn con nhớ chú quá, tôi nói nhớ được, cho nhờ chú bệnh quá. Chú con gọi điện thoại về Việt Nam, con nói chuyện với nó mừng, nó nói con muốn nghe tiếng của chú. 17 năm nay con nhớ chú quá. Ấy con ước làm sao mà con qua con thăm được chú. Mà con qua không được, chú về chiến. Tôi nói chú không thể nào về được, mà chú không nói, con cũng không nói gì. Con nói con bị mổ, bị đau, bị này, bị kia. Nó biết con tu á, thì nó hỏi con, bây giờ con cắt nhà, chú muốn lên cái gác để chú khi nào chú có về.
chú nghỉ ngơi thoải mái không? Thầy nào qua con xin thầy, thầy không cho thì con cũng không tính đỡ giấc thơ gì, con không làm, con chỉ có được làm cho con. Vậy không? Thầy nói sao mà con nghe vậy chứ giờ? Có gì có chút tiền để dành tiền cho tụi nó, còn hai em đi về. Về rồi nó tốt cũng hơn đi lát với gái, không còn được xu ra. Giống như thầy, con có một điều này. Vì con ở cái chỗ xứ con á, từ hồi nào tới bây giờ á, nhưng bây mật bày con cũng ở chỗ đó, khổ cực cũng ở chỗ đó. Bây giờ ở bên đó, quay phim viết thơ, đình, chùa, miễu yêu cầu con giúp đỡ giùm. Như anh qua đây, giúp đỡ giùm, con nghĩ con làm cái đó có được không? Giúp đỡ được. Tùy theo khả năng của mình phải làm quá, đừng có đổ thì nợ. Con cũng tính là... Làm phước đừng có đổ nợ. Con bị gì? Thì cái tình hoạn nó cũng thay đổi và tâm thức cũng thay đổi. Thành ra những chuyện gì con muốn cái gì, cái tỷ như gia đình con hay là đình chùa biểu gì, gửi biết bao nhiêu mà sao con dở ra. Con coi á, con tối tâm mày mặt thầy, nó không chịu. Thì kinh sách Phật này kia gì đó dở ra con không coi coi được. Rồi con gom là một đống con đem xuống cho bà con quen lớn, người ta đi tắt tâm ở chùa, ở chuyện ở đâu con coi không được. Dù con nghe băng đi làm chuyện bề ngoài không, nó không chịu. Con nghe không được, con nghe không được. Con đọc, con hỏi con đọc là con bằng ngủ rồi. Mà tại sao con đọc mấy cái quyển sách này á? Con hiểu thầy, con hiểu những chuyện gì, con sai những chuyện gì, con lầm lỗi những chuyện gì, con còn tâm hư tật xấu, còn nóng giận, còn hờn mát, con hiểu. Nhưng mà con thua keo này thì con phải đầy keo khác. Con nói với thầy là con keo này con đủ điều con làm thiền nó là bà con ở trên này. Phải làm sao cho chính mình vui, thì thiên hạ đều vui. Mình buồn là chính mình buồn, thiên hạ không có vui. Thế nên có cuộc sống chung để thấy rõ cái sự tâm tối của chính mình và ăn năn học cái nhịn nhục. Nhịn nhục nghe nhiều nói ít là có lợi, mà nói nhiều nghe ít là chỉ có lỗ mà thôi. Con tính không lên, con nói cho không đợi gì cô thế. Nhưng mà con cứ nghĩ con sắp đặt một đêm vào hôm con thiền này. Con thiền mà không gặp thầy rồi cái con thiền tự nhiên con tới giờ thiền con thiền. Tự nhiên cứ nó ực, nước mắt con nó tuôn đêm mà hôm con thiền không được. Con không hiểu cái sách nào. Con không biết con sao mà nước mắt nó tuôn hoài, con kèm chế không được. Con vô cái cô thế ngủ. Cái đầu 3 giờ con ngủ không được. Cảm ơn cô Huế giải trượt. Có chập là nước mắt nó trào thì bữa sau mới sửa được. Là chị em chơi với nhau đó mà cổ cho con bài học con tán lắm. Nhưng mà con không giận. Con nói thiệt với thầy, con không giận cổ. Chị em có giận cổ rất hết giận. Rồi cái con còn nặng cái ngực, con sắp xếp là con đi lên để mà con trình bày, con biết cái sự lỗi lầm của con. Và con biết cái sự ăn năn hối cải con biết chuyện gì sai trái mà con sắp đặt rồi. Cái tự nhiên cái giờ cái hồi trưa này con thiền con ngồi nghĩa là gần 2 tiếng đồng hồ, con thở các thương thường chuyển, cái chỗ này nó hết nặng mà nó nhẹ nhàng, cái con bích nó xúc ruột cho con nữa. Con thấy trong người con khỏe khoái, con không còn biết, con không còn nhớ ai cái biểu con lên, con không muốn gì nữa, con quên hết. Là con thấy cái này rất là hay. Con nặng ngực lắm thầy, bởi vì con còn tức giận, còn nặng ngực lắm. Con vô thầy bữa đó là con đã như là nửa chết nửa sống rồi mà thầy vẫn cho con. Vậy ra là dạ, mà con á. Tức ngực là cái tim yếu. Dạ, con nổi tức lên á. Mà nếu mà con khóc một lát chắc con chết thầy. Giận quá thì ở nhà con cũng bị một lần con nó làm thiền á. Con khóc một hơi cái con thở lấy hơi lên, con muốn đi luôn. Nó giận con là tự hại cái tim mình. Dạ. Không nên giận. Con thấy tôi đã trốn rồi. Con với thầy, con có điều gì con có thầy tha thứ cho con.
Chừng nào hết sơ sót cho gì vẫn đang còn sơ sót. Ráng tu coi lại, coi đàng hoàng. Con biết thầy không cho không nhiều giờ Việt Nam, con cũng vẫn biết là con thiếu những cái nhiệm vụ con thiếu, cho nên con còn yếu quá, con không thể về được, con biết. Lần này là con xin thầy hai lần mà con không đi được, con cũng không buồn mà không gì hết. Con không có quan ức gì, nghe con khới đi là thích đi vậy thôi. Xin thầy đi theo cổ thôi, tính theo cổ đi với cổ để về kêu đứa con gái vô cho con thăm vậy thôi. Chứ con không dám về xứ con nghĩ vậy thôi. Vì thầy không cho con đi rồi con ở lại con tu. Dạ, con ráng con tu, chừng nào mà thầy cho con đi thôi. Dạ cảm ơn bác. Khế chua ăn vô là chua. Dạ kính thưa cô bạn đạo là con hỏi. Dạ xin mời Linh. Dạ kính thưa cô. Từ đây hồi trước khi con biên sang Mỹ, nhà con nghèo lắm này. Đi ra đi con nghĩ cố gắng qua đây làm thiền cả gì trước tiên. Khi ta tạo tiền nạn con gặp được cái pháp, thì mấy sư huynh con có nói là gắn tôi có thể giúp được tai nạn. Thì con trong lòng con nghĩ rằng vì đời con cố gắng làm cải tiền cho cha mẹ, vì tạo con cố gắng tu thì dòng được cũng ngưỡng còn nào. Cho nên mỗi khi con ngồi thiền thì con sau khi mẹ con có mẹ chưa một câu là xin về trên đến ban đây điểm bàn chúng phù hộ cho mẹ con được bình an. Không biết con sách không có câu đó, nhưng mà con biết cầu xin cho cha mẹ tên nghiệp tai qua nạn sợ khỏi được bình an. Con biết con sách không có câu đó mà con mà con không nói nói cầu nguyện cho gia đình được tai qua nạn khỏi thì cái luồng điện con chạy bà má giờ là được hết rồi, này không có sai pháp gì. Thầy nói là xây dựng lòng hiếu thảo nó có sai. Thầy cảm ơn thầy. Dạ con thưa bạn đạo nào còn có hỏi nào gia đình hay là đời để đóng góp cho mầm non chú con để khỏi ăn bánh không con cũng lên hỏi được. Dạ xin mời thân kính thưa thầy. Con thấy cho nó hết tóc hết chuyện, con cha nó hết tóc nhiều. Dạ thưa con hỏi cho tụi con này. Thầy con thấy thầy thương tụi con, thầy đi đâu thầy cũng nhắc. Mà thấy cái vấn đề quan trọng nhất đó, thầy hay thường nhắc tụi con là chuyện tình dục. Vậy thì con xin hỏi một câu về tình dục. Người ta nói là nếu mà như bây giờ mình tuyệt dục á thì là mình làm sái luật trời, tại vì ông trời cho nên là ông bà để cho sanh con để trao những cái dòng nó giỏi. Vì mình tuyệt dục người ta nói con là con đi sái luật trời. Cái đó là đối với đời, đối với đạo á, mình mở một lớp khác rồi tự động nó tuyệt dục, nó mới đi xa và đi cao. Thế còn muốn đi xa mà đi cao mà hướng về con đường dục, mở hai con đường một cửa không ra đi được. Con đường hướng về cõi âm, con đường hướng về thiên cảnh, hai con đường không có thêm một cửa. Đường nào một đường thôi. Cái tâm nguyện mình ngày nào sẽ chịu được thì tự nhiên ốc nó sẽ bừng sáng. Tới lúc đó hết rồi, phải đi tới hết cái hành sự của thế gian mà nó đi về đạo luôn. Còn cái chuyện vợ chồng cưới người ta mà bỏ người ta không được. Cái sự ân ái vợ chồng nó phải có, nhưng mà cái tâm tu của mình phải có đường hướng rõ rệt. Một ngày nào nó dứt khoát lại mà không có biết làm nữa vợ. Bảo tồn sức khỏe cho nhau. Dạ thưa, tiếp lần. Ví dụ như
con tuyệt dục thì vợ con như vậy có tội nghiệp vợ con này. Con sao con chắc gì con tuyệt dục, con nói với mẹ tuyệt dục. Con lấy ví dụ rồi đấy này. Con nói cứ thực hành đi, vợ chồng cứ thì vợ chồng, rồi cái lúc mà nó tuyệt dục phải tự động. Nghe thấy là bên trên nó khai sáng và hỗ trợ cho gia cam. Nói lúc đó nói vợ con nghe, vợ con có phiền con nữa và khuyến khích cho con tuyệt dục. Bảo tồn sức khỏe cho nhau. Dạ, kính thưa bạn Đạo, là còn hỏi nha. Nếu mà dạ, xin mời con nhà. Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, theo cái nguyên lý khai triển luật tự Nam Mô A Di Đà Phật, con đã cố gắng tập trung niệm Phật ở trên đỉnh đầu. Thì qua một thời gian con thấy đã trụ được ở trên đỉnh đầu. Rồi một thời gian sau này con cảm thấy rằng mỗi khi con trụ điểm ở trên đỉnh đầu để niệm Phật thì lại muốn kéo xuống, thấy cái luồng điểm kéo xuống ở giữa trán. Như vậy xin thầy giải thích cho thì con. Niệm Phật trong lúc niệm Phật ban đầu con không có chú ý ngay trung tâm chân mày. Yeah. Thiếu lực lượng nơi đó. Yeah. Chú ý ngay trung tâm chân mày, nó đầy đủ rồi tự nhiên nó lên chính giữa trán, rồi nó lên trên trên mày được. Bằng lại thiên cảnh lúc đó nó nhập vào Phật giới. Nó lại con đi ngang vì phải làm lại cho nó điện cảnh vậy thôi. Yeah. Thưa thầy, như vậy là bây giờ cái trường hợp chú ý ngay trung tâm chân mày. Trên mày thì để nó sửa tánh. Dạ. Thì không có sai chứ. Thì không sai, cứ chú ý trung tâm chân mày, thì còn cái bên trên trung tâm bộ đầu rồi tự động nó sẽ đi đến rồi. Không có lo. Câu hỏi thứ hai nữa. Sau này có thấy ánh sáng trên bộ đầu cũng đừng ngó theo, cũng chú ý ngay trung tâm chân mày. Thì ánh sáng nó sẽ sáng tỏ hơn nữa. Còn câu hỏi thứ hai là khi con làm pháp luân thường chuyển thì con một thời gian đầu con cảm thấy là ở phía sau từ óc trở lên nó bị nghẹt, nên cái đầu bị lắc, con có thể nói là cái cả thân người bị quay chuyển dữ lắm. Rồi sau này qua thời giai đoạn đó thì hết. Hiện tại là khi mà con làm pháp luân thường chuyển thì con thấy rút từ cái môi trên lên tới lỗ mũi rồi lên tới trán. Thưa thầy, như vậy rồi một thời gian sau này nữa con thấy cảm thấy rút lên trên đỉnh đầu. Thưa thầy, như vậy là đúng rồi đó, sao? Tiếp tục làm pháp luân nữa. Khi mà mình thấy nó nghẹt đó, mình chính mình đừng điểm đã lên tới đó rồi. Mà nó lắc qua lắc lại nó là mình ra còn yếu, chưa đủ thanh nhẹ. Mà nó về trên không có bút được. Tu gần ra nó thanh nhẹ, nó còn diễn dàng. Cứ hướng cái con đường đó mà đi, không có bị. Cứ cầu xin ông bà giúp này kia, cái nào là ma vậy. Không có cầu xin gì nữa, cứ đi lên. Biết được đi, chết cũng đi, không sao hết. Đi về đảnh lễ Phật. Lúc nhập trước khi nhập định nguyện hai câu rồi xin đảnh lễ Phật rồi quên nó đi. Thiền nhẹ dỗ ngủ rồi con thấy mình đứng một thời gian nào thấy mình đứng ngoài thể xác nhẹ ở trên dồn xuống rõ ràng là chứng minh sự xuất hồn rồi ra đi học những gì mà chúng ta có thể tới được, thấy được, học được liền, tức khắc nhìn là học được. Nó sẽ tạo thêm sự thông minh. Câu hỏi thứ ba, con hỏi thầy. Khi mà làm pháp luân thường chuyển như vậy chứng tỏ là
cái đường nhâm mạch của con nó được thông từ, nó đi từ môi trên mà đi lên trên đỉnh đầu. Cái đó là cái đắp mạch, đắp mạch là môi trên. Còn cái nhâm mạch mà nó thông là không bao giờ nó nghĩ tới trường dục nữa. Thưa thầy, như vậy là cái phương pháp mà không làm có nên sử dụng đúng. Làm đúng, tiếp tục làm nữa đi. Dạ. Xin cảm ơn. Chị chỉ làm vậy đừng có bỏ, đừng nghĩ tôi dễ là hay, chưa hay đâu, làm nữa. Nó sẽ sáng tạo hơn, mọi sự nghiệp tôi nói sao nó phải có vậy.